Mới đây, chuyến leo núi tuyết của Vinh Bát trong khám phá vùng đất mới và chia sẻ qua nấy về kinh nghiệm quay bộ phim Nhân Ngư một lần nữa khiến cho công chúng đổ dồn vào sự chú ý chàng trai nghệ sĩ trẻ đa năng này. Với việc phát sóng tập mới của bộ phim khám phá vùng lãnh thổ mới, thử thách leo núi tuyết của Vinh Bát đã trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi trên mạng. Tại thánh địa phủ đầy tuyết này, Vinh Bát thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên trì phi thường. Đối mặt với những bức tường đá dựng đứng, những cơn gió lạnh cắt da và chứng say độ cao nghiêm trọng, anh ấy đã nghiến răng và từng bước leo lên. Giữa ống kính, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái vì thiếu oxy nhưng đôi mắt cương nghị bộc lộ ý chí kiên cường, Vinh Bát đã chứng minh bằng những hành động thực tế rằng người dũng cảm thực sự không phải là không sợ hãi, mà đó là dũng khí tiến về phía trước bất chấp nỗi sợ hãi. Trong quá trình leo núi, Vinh Bát không chỉ vượt qua giới hạn về thể chất mà còn đạt được khả năng siêu việt về mặt tâm lý. Cái khoảnh khắc leo lên đỉnh núi này quá là hùng vĩ và thật quá cảm động. Tất cả mọi khó khăn, mệt nhọc, say độ cao nghiêm trọng và đủ những thứ khác nữa. Và giờ phút này Vinh Bát nói rằng nó thật đáng giá và lần đầu tiên trong đời anh ấy đã leo lên đỉnh núi 5.000m, hoàn thành check-in ở độ cao mới của cuộc đời. Phản ứng say độ cao là do không khí ở vùng cao nguyên loãng và áp suất riêng phần của phần oxy thấp, dẫn đến tình trạng thiếu oxy và tạo nên ảnh hưởng bệnh lý đối với con người. Các triệu chứng chính của say độ cao bao gồm như nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa, tim đập nhanh, khó thở. Vinh Bát lần đầu tiên lên đỉnh núi tuyết đã bị phản ứng cao nguyên, say độ cao khá nghiêm trọng. Cậu ấy buộc phải đi ngựa xuống núi hạ độ cao để giảm triệu chứng và phục hồi cơ thể. Anh ấy đã thẳng thắn nói rằng mỗi lần nhấc chân, mỗi lần nhắm mắt đều là một thử thách giới hạn của bản thân và là sự suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Trải nghiệm này chắc chắn đã trở thành tài sản quý giá trong cuộc đời của anh ấy và truyền cảm hứng cho anh ấy tiếp tục tiến về phía trước trong tương lai. Ngoài màn trình diễn tuyệt vời trong khám phá vùng đất mới, Vinh Bát còn tiết lộ trong chương trình những gian khó khăn đằng sau quá trình quay bộ phim mới Nhân Ngư. Theo mô tả của anh ấy, Nhân Ngư là một tác phẩm đầy trí tưởng tượng và thử thách. Vai diễn của anh ấy trong đó rất phức tạp và hay thay đổi, đòi hỏi cảm xúc và năng lượng để tìm hiểu và thực hiện. Trong quá trình quay phim, anh ấy không chỉ phải đối mặt với những lời thoại nặng nề và yêu cầu diễn xuất phức tạp, mà còn phải vượt qua gánh nặng thể chất do cản hiệu ứng đặc biệt gây ra. Đặc biệt là những cảnh quay dưới nước là thử thách lớn về thể lực và kỹ năng. Vinh Bát thẳng thắn cho biết trong quá trình quay bộ phim Nhân Ngư rất vất vả, nhưng anh ấy chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Theo quan điểm của anh ấy, mỗi thất bại khó khăn đều là sự mài dũa và nâng cao kỹ năng diễn xuất. Anh ấy trân trọng mọi cơ hội biểu diễn cảm giác của nhân vật bằng trái tim của mình và diễn giải câu chuyện bằng cảm xúc. Chính tình yêu và sự cống hiến cho diễn xuất đã giúp anh ấy lần lượt tạo ra những nhân vật sống động trên màn ảnh, giành được tình cảm và sự công nhận của khán giả. Sự dũng cảm và kiên trì của Vinh Bát khi leo lên đỉnh núi tuyết và khám phá vùng lãnh thổ mới và những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ấy trong quá trình quay bộ phim mới Nhân Ngư. Đây là những hành động sinh động về việc anh ấy thử thách bản thân và theo đuổi sự xuất sắc. Anh ấy đã chứng minh bằng hành động của mình rằng, dù trong những thử thách khắc nghiệt của cuộc phiêu lưu ngoài trời hay trong cung điện nghệ thuật sáng tạo điện ảnh và truyền hình, chỉ cần bạn có đủ sự can đảm để thử và chiến đấu, bạn có thể tạo nên sự tỏa sáng của riêng mình. Sau khi kết thúc phần đầu tiên của chương trình leo núi khám phá vùng lãnh thổ mới, chúng ta mong đợi Vinh Bát sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và cảm động hơn nữa. Và đồng thời cũng rất mong chờ bộ phim mới Nhân Ngư sớm được ra mắt.